Xin chào mọi người đã quay trở lại với How Research và mình là Quang Trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một trong những dự án rất là hot ở trên Solana thời gian đầu năm 2024. Tuy nhiên là thời gian gần đây do những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của FDV mà dự án này đã bị bỏ quên khá nhiều. Tuy nhiên là mình đang thấy là có một vài những cái động lực để có thể giúp dự án này có thể tăng trưởng trở lại trong thời gian sắp tới. Thì chắc là không cần nói tên thì mọi người nhìn tiêu đề thì mọi người cũng đã đoán được tên dự án rồi đúng không? Đó chính là Jupiter. Thì Jupiter là một nền tảng DeFi Hub. Cũng không hẳn là DeFi Hub mà cũng không phải hẳn là một dự án Dex Aggregator, bởi vì là tính đến thời điểm hiện tại thì Jupiter ở trên Solana họ đóng góp rất là nhiều những cái sản phẩm với những cái vai trò khác nhau. Đầu tiên là cái sản phẩm mà họ làm tốt nhất từ trước đến nay thì đó chính là Dex Aggregator. Một trong những cái sản phẩm chủ lực thứ hai cũng có rất là nhiều đóng góp cho hệ sinh thái của Solana, đó chính là sản phẩm public của họ. Và trong thời gian vừa rồi thì họ cũng đã ra mắt cái mô hình Launchpad với cái tên là LFG Launchpad để giải quyết những cái tồn đọng đối với những mô hình Launchpad cũ ở trên Solana ngày trước, như là của Radium hay là của Solanium, thì cũng đón nhận được sự quan tâm và đón nhận được sự tham gia rất là đông đảo của người dùng ở trên hệ sinh thái. Ngoài ra thì trong tương lai thì theo như đội ngũ của Jupiter chia sẻ thì họ cũng sẽ nghiên cứu và cho ra mắt thêm rất là nhiều sản phẩm mới như là Stablecoin hay là Liquid Staking. Thì tại vì sao mình lại nói rằng là Jup sẽ có một vài những cái động lực tăng trưởng trong thời gian sắp tới? Thì Jup ra đời vào khoảng đầu năm 2024 là cái giai đoạn mà chúng ta chứng kiến rất là nhiều những cái dự án Layer 2 ra đời, ví dụ như Starknet hay là một vài các dự án khác nữa. Nhưng mà hầu hết các dự án này thì đều gặp chung một cái vấn đề, đó chính là ngáo FDV. Thì một trong những cái động lực đầu tiên để cho Jup có thể quay trở lại đường đua và có cái sự tăng trưởng trong thời gian sắp tới, đó chính là về việc là đội ngũ phát triển của Jupiter đang rất là nghiêm túc trong việc là giải quyết bài toán về FDV. Và một trong những cách giải quyết bài toán về FDV dễ nhất, nhanh nhất, đó chính là burn coin. Thì nếu như mọi người nhìn vào token cũ của Jupiter thì mọi người sẽ thấy rằng là trong cái tokenomics của Jupiter thì có đến 50% lượng token là do team quản lý. Team quản lý nha mọi người, chứ không phải là thuộc về team. Và 50% còn lại là dành cho cộng đồng. Thì mọi người có thể thấy là dành cho cộng đồng thì mọi người sẽ thấy là có đến tận 30%, 40% tổng cung giúp để dành cho Aerob. Và họ cũng sẽ không động vào phần này, và họ dự kiến là họ sẽ burn 30% tổng cung của Jup ở trong cái phần là do team quản lý. Còn burn ở phần nào thì ở thời điểm hiện tại thì chưa có thông tin. Và những cái đề xuất về burn ở phần nào, burn bao nhiêu, burn chi tiết như thế nào thì sẽ được đưa ra ở trong tháng 7 này. Thì 30% tổng cung của Jup ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ tương đương với khoảng 3 tỷ token. 3 tỷ token của Jup ở thời điểm hiện tại so với giá khoảng 0,9, cứ cho là 1 đô đi, thì nó sẽ tương đương với khoảng gần 3 tỷ đô. Thì có thể nói rằng là nếu như mà Jup thông qua cái đề xuất về việc là họ sẽ burn thành công 3 tỷ đô thì nó sẽ là một trong những cái động lực tăng trưởng rất là mạnh mẽ của Jup, trong kể cả là trong ngắn hạn, trong trung hạn và trong dài hạn. Bởi vì là hầu hết những cái đồng coin khi mà họ đi qua cái câu chuyện rằng là burn tổng cung, bớt một phần tổng cung, thì nó đều có những cái ảnh hưởng rất là tích cực về giá cả. Ở câu chuyện của BNB Chain chúng ta thấy rất là rõ rồi, và rất nhiều những cái câu chuyện của các dự án khác. Thì mình cũng thấy rằng có rất nhiều những comment tiêu cực từ phía cộng đồng, ví dụ như là burn coin là cái giải pháp cuối cùng của những cái đội ngũ phát triển để mà giải quyết cái câu chuyện tăng giá. Tuy nhiên là theo góc nhìn của mình, đó chính là chúng ta phải nhìn sâu hơn vào vấn đề, đó chính là tại sao đội ngũ phát triển họ lại lựa chọn burn coin. Và rõ ràng là ở đây đội ngũ của Jupiter họ có một cái lý do nó rất là đúng đắn. Nó rất là đúng đắn bởi vì là trong cái bối cảnh khi mà họ ra đời và bây giờ khi mà chúng ta nhìn lại thì hầu hết những cái dự án mà ra mắt token ở trong cái giai đoạn đầu năm 2024 thì đều gặp cái trường hợp là ngáo FDV. Và để mà giải quyết cái câu chuyện của ngáo FDV thì nó chỉ có một cách duy nhất, đó chính là về câu chuyện về burn token. Thì đấy là cái đầu tiên. Bên lề với cái câu chuyện về tokenomics của Jupiter thì đội ngũ phát triển của Jupiter thì họ cũng đang nghiên cứu một số những cái giải pháp về việc là giải quyết cái câu chuyện về lạm phát của Jupiter trong tương lai.
không biết, họ chỉ nói ý, đơn giản là sẽ giải quyết hoặc là giảm lạm phát của Jupiter trong tương lai. Còn giảm như nào, giảm ở đâu, tốc độ như nào thì chúng ta vẫn phải chờ những cái thông tin mới nhất trong cái đề xuất của họ trong tháng 7 tới đây. Thì đây là cái động lực đầu tiên giúp cho Jupiter có thể tăng trưởng được. Cái thứ hai là một cái động lực liên quan đến tiếp tục là một cái câu chuyện về mô hình nền kinh tế. Thì thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là Jupiter sau một khoảng thời gian mà người đội ngũ phát triển họ cho người dùng stake giúp để mà có thể nhận được phí từ LFG Launchpad và một phần incentive từ Jupiter. Thì trong thời gian vừa rồi thì mình cũng đã chính thức claim giúp mà mình số lượng mình stake trước đó. Thì cái phần thưởng mà mình nhận về thì nó chia làm hai loại. Cái loại đầu tiên là phí từ LFG Launchpad. Thì thực tế là cái phần này nó chả đáng bao nhiêu cả. Nó chỉ được đâu đó có, mình stake vào đâu đó khoảng gần 3.000 giúp. Nhưng mà nếu như mà nhận về cái phần phí từ LFG Launchpad thì nó chỉ đâu đó khoảng vài chục đô mà thôi. Thì nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà cái phần incentive mà từ phía giúp mà nhận về mà để mà tham gia bỏ phiếu những cái đề xuất ở trên giúp thì nó lại nhận về khá là nhiều. Thì ví dụ như mình bỏ vào 1.000 đô thì cái lợi nhuận mà mình nhận về thì nó sẽ tương đương với khoảng 25%. Nghĩa là nhận về khoảng 25 cho đến 250 cho đến khoảng 300 đô. Thì mình nhận vào thời điểm đó thì mình cũng ngay lập tức mình snapshot lại cái số lượng giúp mà đang được mang đi staking. Và mình cũng kỳ vọng rằng là nếu như mà một cái phần thưởng nó lớn như này thì chắc chắn sẽ có nhiều người đưa giúp vào staking. Và thực tế là như vậy. Tại cái thời điểm mà mình snapshot thì cái lượng giúp đang được mang đi staking chỉ có khoảng đâu đó khoảng 150 triệu giúp. Nhưng mà ngày hôm nay trước khi mà mình ngồi xuống để mà làm video này cho mọi người vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 thì cái số lượng giúp nó đã tăng gấp đôi, là lên đến khoảng hơn 300 triệu giúp được đưa vào stake. Và số lượng này muốn rút ra thì phải có thời gian rút tối thiểu là 30 ngày thì mọi người mới có thể unlock được. Thì cái số lượng X2 này nó đến từ hai nguồn. Một là cái nguồn phần thưởng. Cái nguồn phần thưởng là cái nguồn mà sẽ được stake luôn. Và mọi người muốn rút phần thưởng của mình thì mọi người phải đợi unstake. Thì nếu như mà tại thời điểm đó là có khoảng 150 triệu giúp thì nó sẽ thưởng đâu đó vào khoảng 30 triệu. Thì cái con số gấp đôi nó tăng lên là khoảng 170. Thì rõ ràng là đã có thêm khoảng 150 cho đến 170 triệu giúp từ ngoài thị trường được đem vào staking. Và con số ở thời điểm hiện tại thì nó đã lên đến hơn 300 triệu giúp. Và nó giúp cho tổng cung ở ngoài thị trường chỉ còn đâu đó khoảng hơn 1 tỷ mà thôi. Và trong bối cảnh là thời gian sắp tới, trong tháng 7 này, bên cạnh cái đề xuất về việc là giải quyết bài toán về lạm phát, giải quyết cái câu chuyện về FDV, thì từ phía của đội ngũ phát triển của giúp thì họ cũng đưa ra những cái đề xuất về việc rằng là cái incentive của cái chương trình reward cho những người tham gia staking, cho những người tham gia bỏ phiếu về những cái đề xuất ở trên giúp tiếp theo sẽ như thế nào. Và cái câu chuyện về airdrop của những cái giúp Nuri cho mỗi một năm nó sẽ diễn ra như nào. Thì mình nghĩ rằng là khi mà có thêm chi tiết của những cái đề xuất đó thì lượng giúp được đưa vào staking nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và mọi người hình dung ra là khi mà giúp được đưa vào staking càng nhiều thì nguồn cung của giúp ở ngoài thị trường nó sẽ càng ít. Và khi mà nguồn cung được siết lại thì giá cả của giúp nó sẽ có những cái sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên là một lần nữa là chưa đến hết video nhưng mà mình vẫn phải nói thì đây là cái góc nhìn, là cái kinh nghiệm, là cái kiến thức của mình và không được coi là lời khuyên đầu tư nhá. Đây chỉ là mình chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm, về cái kiến thức và có thể là một cái cơ hội. Tuy nhiên là trước khi mọi người xuống tiền đầu tư thì mọi người phải nghiên cứu trước rất là kỹ nhá. Chứ đừng có nghe mình nói rồi vào sàn rồi nhảy đi mua ngay nhá. Rồi, cái cuối cùng là mình sẽ đi vào cái phần phân tích cơ bản. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì giúp là một trong những cái DeFi trụ cột ở trên Solana. Về cái câu chuyện về volume thì ở thời điểm hiện tại thì giúp và Radium là một trong những sàn mà có lượng volume lớn nhất ở trên hệ sinh thái Solana. Đi kèm với đó là một trong những sàn có volume lớn nhất thị trường. Và trong bối cảnh ở thời điểm hiện tại khi mà Solana đang rất là bùng nổ với xu hướng meme coin thì rõ ràng là các deck này sẽ là một trong những deck mà hưởng lợi nhiều nhất.
hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì là cho dù người ta có đầu tư meme coin đi thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn phải mua bán meme coin, và khi mà mua bán meme coin thì chắc chắn phải thông qua những cái sàn đếch, và có thể là Radium, có thể là Jupiter, thì rõ ràng là Jupiter và Radium sẽ là những cái dự án hưởng lợi nhiều nhất cho tất cả những cái xu hướng mà có thể diễn ra ở trên hệ sinh thái của Solana. Thì về phân tích cơ bản thì rõ ràng là nước nổi thì bèo nổi. Jupiter đóng vai trò là một trong những cái trụ cột của hệ sinh thái Solana, và nếu như mà hệ sinh thái Solana đi lên thì chắc chắn Jupiter cũng được kéo một phần đi lên. Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta đã rất quen thuộc từ những cái chu kỳ trước, khi mà một đồng coin nền tảng nó sẽ đóng vai trò là lôi kéo và thúc đẩy toàn bộ những cái dự án ở trong hệ sinh thái nó phát triển. Và trên đây là toàn bộ những cái góc nhìn của mình về Jupiter, về động lực tăng trưởng của Jupiter trong thời gian sắp tới, về những cái đề xuất quan trọng mà các bạn cần phải quan tâm về Jupiter trong thời gian sắp tới, về câu chuyện là về giải quyết bài toán về SDV thông qua việc là đốt tổng cung, đốt coin, câu chuyện là giải quyết bài toán về lạm phát, câu chuyện là làm sao để siết được nguồn cung của Jup. Và có thể nói rằng là ở thời điểm hiện tại thì đội ngũ phát triển của Jup họ đang làm rất là nhiều những công việc khác nhau về tokenomics, về sản phẩm, về cộng đồng, và tất cả mọi thứ họ đều đang làm khá là tốt. Và đây là một trong những cái mà mình cũng đang khá là lạc quan về tương lai của Jup trong thời gian sắp tới. Và bản thân mình thì khi mà mình nhận được Aerox từ Jup thì ở thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa bán bất kỳ một Jup nào cả, và mình chủ yếu là mình mang đi staking hoặc là mình mang đi làm Aerox của dự án MerginFi. Và tất nhiên đây chỉ là cái góc nhìn và cái kinh nghiệm của mình ở trong thị trường crypto và không được xem là một lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà mọi người cảm thấy video này hay và hữu ích thì rất mong mọi người sẽ để lại một nút like và một nút subscribe cho Hack Research, để Hack Research có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Và nếu như mọi người muốn tìm kiếm những cái bài viết nâng cao, những cái bài viết cập nhật về hệ sinh thái, hay là những cái bài viết đơn giản hơn, phân tích cơ bản về một dự án, thì mọi người có thể lên website của hackresearch.com để mà có thể đọc được những cái bài viết đó. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.